Em mời mọi người nghe một đoạn nhạc trên con Nati 5600. Rồi sau đó em sẽ giới thiệu mô tả chi tiết con đài. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Em mở nhỏ thôi nha. Băng mà cái xương nó lớn á thì mình bỏ vào đây, tại vì cái cửa sổ của con này nó rất là to ha, bỏ vào đây thì nó lộ hết cuốn băng ra ngoài, cực đẹp luôn. Nấm nút mới tròn, lưới lo rất là đẹp. Một cái điểm
phải kêu là những cái dòng này thì nó có một cái nhược điểm là những cái viền nhôm này nó bị rơm, nhưng mà con này anh em thấy không, còn rất là mới. Với cái thứ hai nữa là đa phần những dòng 5600 về thì nó mất cái nút này à, cũng có chứ không xong nhưng mà ít lắm à, đa phần là nút lô, con này là nút zin nha, tại vì cái nút này nó rất là dễ rớt nè, mình rút ra được nha à, nút zin. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân này nó có chế độ nè, mình muốn chế độ báo nguồn hoặc là lúc dò đài thì mình gạt xuống thì nó không nhảy ha, gạt lên thì nó nhảy theo nhạc. Ba chế độ tất cả là đi rêu sao khắp nơi là tôi bù bịch, cái này là line in ha, line in tên mới bằng bệnh viện tám thì để tiết kiệm thời gian clip nó ngắn lại thì em bao cho anh em phần radio bắt sóng cực nét em 108 nha. Bù bệnh tôi bị sốt cao của nhạc sĩ Trần Tiến đó. Em nghe giỏi sơ thôi. Vâng, rồi okay, em trò chuyện nhá. Em hẳn ở Hòa Bình à, em bây giờ em đi một cái phòng không? Hôm nay thì em đang nghỉ à, ok hẳn lên cái phần em thì hiện tại bây giờ thì sống không có được tốt nha, mà em bao cho anh em chắc em mất sống tốt em 1.8, con này có sóng live in, mọi thứ hoạt động hoàn hảo. Riêng về chất âm dòng na 5600 thì anh em cũng phải gửi tới chất âm, một trong những model của nó tiếng rất là hay, 5600, 5700 5.500 rồi đó, tiếng hay lắm. Hôm nay về thăm tua ha, tất cả hoạt động hoàn hảo, tiếng rất là chuẩn luôn. Mở băng ở đây, có đèn vô rất là đẹp, anh em chuyển qua radio chạy nhiều lắm anh. Hồi tối nay mà điện thoại đến đường khuya thì có tâm sự gì không hay là chỉ cái, buồn buồn về điện thoại đấy thôi? Không, em vẫn thấy buồn buồn với cả cũng có một chút. Rồi, một chiếc đài mà nói là rất là đẹp và tuyệt vời. Anh em muốn chơi trưng bày sưu tầm thì liên hệ em qua cái số điện thoại em để trên cái tiêu đề hoặc là kết bạn Zalo. Em sẽ gửi full ảnh chi tiết bên trong cho anh em xem luôn. Rồi, em rất hân hạnh được giao lưu cùng anh em nhé.